tim thai đang đập đấy nha. Mẹ bầu làm yên đấy. Cái tim thai đập đấy. 140 chu kỳ trên phút. Buồng tim thai 4 buồng bình thường ấy. Hai lỗ mũi này. Hai lỗ mũi này. Bình thường này, môi bình thường này. Thai 25 tuần. Thế bàn tay mở 5 ngón. Bây giờ xem mặt này. Xem mặt nhé, mặt nó cựa đấy, nằm nghiêng đấy. Cựa ghê quá. Cựa nhiều thật là nghiêng đấy. À thế là đạp mẹ nó à? Đúng rồi, nó đạp mẹ nó là... nằm nghiêng, cái tay nó giờ đấy, mặt đấy, mặt nó cự đấy. Cái tay để trước cằm nữa. Đừng cựa nhá, mẹ bầu đừng cựa nhá, để xem cái này đẹp hơn này. Đấy. Mẹ bầu đừng cựa nhá, tay để trước cằm đấy. Rõ chưa? Mũi cao. Mũi giống mẹ là cao. Đấy, mũi giống mẹ là cao. À. Rất đẹp.